Bất động sản dòng tiền luôn là một loại hình đầu tư hấp dẫn, sinh lời vượt trội dành cho nhà đầu tư hiện đại. Và cơ hội sở hữu căn hộ dòng tiền sân bay Long Thành đang đến quý vị ở dự án căn hộ Phido City. Chỉ cần 20 triệu đặt cọc, chúng ta có thể sở hữu căn hộ dòng tiền này và thanh toán được đầu chỉ 10%, sau đó mỗi tháng chỉ 0,5%. Chúng ta cùng tìm hiểu qua Phido City nhé quý vị. Đầu tư căn hộ tại sân bay Long Thành, một thị trường mới đầy tiềm năng với tiện ích đẳng cấp và dòng tiền hiệu quả. Đây là thời điểm vàng để bắt đầu hành trình đầu tư của bạn. Với lợi thế tuyệt đối về vị trí, tiện ích, nguồn cung khan hiếm, mang lại tiềm năng cho thuê cao. Với giá thuê đáng mơ ước từ 15 tới 17 triệu trên tháng cho căn 2 phòng ngủ, tỷ suất lợi nhuận từ 6,7% tới 7,5%. Nhu cầu lớn từ 13.800 nhân sự phục vụ sân bay, khách vãng lai và hơn 5.000 chuyên gia kỹ sư tại 9 khu công nghiệp Nhân Trạch. Phido City dễ dàng cho thuê với dòng tiền ổn định và liên tục. Tiềm năng từ sân bay Long Thành đảm bảo đầu tư an toàn và bền vững cho các nhà đầu tư. Mặt tiền đại lộ Tôn Đức Thắng cách sân bay quốc tế Long Thành 8 km, cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ 30 phút, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của cư dân. Số lượng có hạn chỉ 869 căn trên 2,2 hectare, cơ hội sẽ không còn nhiều cho quý vị lựa chọn. Hãy nhanh tay đăng ký vào form bên dưới hoặc là inbox để không bỏ lỡ cơ hội này nhé quý vị. Ta tư vấn 0901 414 689.